Người dùng mạng xã hội Việt Nam dễ dàng bị dắt mũi như thế nào? Vài ngày trở lại đây thì chúng ta thấy có một sự kiện nổi cộm, đó là hình ảnh ba đứa trẻ Yonmo với những hành xử không đúng mực đã gây bức xúc cho cộng đồng mạng. Và theo dòng sự kiện này, có một người tự xưng là cô ruột của ba đứa trẻ đã có rất là nhiều những cái status trên phở bò với giọng điệu thách thức, khiến cho rất là nhiều người tràn vào phở bò cô này để tương tác, chửi rủa hay là thậm chí là follow cô ấy để có thể dễ dàng tương tác những post tiếp theo. Chưa dừng lại ở đó thì cô này nhân danh là cô ruột của ba đứa trẻ này tiếp tục lập ra một cái group để bảo vệ quyền lợi của ba đứa trẻ. Nghe thì có vẻ cấn cấn đúng không? Và cũng với cái giọng điệu thách thức đấy, cô ấy tự hào rằng là chỉ vài tiếng sau khi lập group thì group này đã có hơn 7.000 thành viên để bảo vệ quyền lợi của ba đứa trẻ. Thì với quan sát của một người làm truyền thông lâu năm ấy, thì chỉ cần nhìn qua mình đã biết rằng là cô này chưa cần biết có liên quan đến ba đứa trẻ không. Thực chất mục đích là chỉ để câu view, câu like, để bán hàng hoặc là để bán group mà thôi. Y như rằng sáng nay mình có đọc được một bài báo đính chính về sự thật của ba đứa trẻ. Hai trong số ba đứa bé này là con của một cặp vợ chồng khiếm thị, còn đứa bé trai còn lại bị bố mẹ bỏ rơi và hiện đang sống với người bà ngoại 84 tuổi. Có vẻ đúng như nhiều người dự đoán, ba đứa trẻ này đã không được nuôi dạy trong một môi trường giáo dục và được chăm sóc một cách chu đáo. Tuy nhiên, khoan bàn về điều đấy, thì điều mà mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là người dùng mạng xã hội Việt Nam hiện tại đang bị dắt mũi một cách dễ dàng như thế nào. Chúng ta dễ dàng bị lôi kéo, bị đẩy cảm xúc lên cao bởi những cái kẻ lừa đảo hay là những kẻ mà mưu cầu danh lợi một cách bất chấp và bị cuốn theo bởi những cái tranh cãi vô bổ mất thời gian. Là một người làm truyền thông lâu năm, được chứng kiến rất là nhiều những cái chiêu trò marketing từ nhiều dạng thức khác nhau, thì mình muốn nói với các bạn là tất cả những hành xử hay là những cái tương tác của các bạn trên mạng xã hội đều cần phải hết sức tỉnh táo và cẩn trọng. Bởi vì ngoài việc chúng ta bị cuốn theo những cái dòng sự kiện một cách vô bổ mất thời gian, hay là bị đẩy cảm xúc lên cao, thu nạp hay sản sinh rất là nhiều những cái năng lượng tiêu cực, tất cả những cái tương tác của các bạn như lượt like, lượt share, lượt view đều được AI thu thập và phân tích và chuyển đến các công ty công nghệ đang cung cấp những cái mạng xã hội cho các bạn, và thậm chí để bán cho các agency marketing mà phục vụ cho mục tiêu marketing và quảng cáo. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa rằng là càng có nhiều những cái tương tác đối với những cái nội dung tiêu cực thì các bạn thu hút càng nhiều những nội dung tiêu cực. Đồng thời là càng có nhiều tương tác thì có một sự thật rằng là những thông tin cá nhân của các bạn càng dễ bị khai thác và tiết lộ nhiều hơn. Vì vậy mà khi sử dụng mạng xã hội cũng như là mạng internet, chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng và tỉnh táo, và đặc biệt là đừng dễ dàng bị đắt mũi bởi những kẻ lừa đảo.